Mỗi chọn lựa đều khiến bạn có cơ hội mở ra đường đời thênh thang, không ngừng tiến bước, dùng hết tốc lực để tiến bước thôi. Ở chốn công sở, mỗi người đều sẽ gặp phải một số việc bản thân không muốn làm. Đó có thể là những việc không phải là sở trường của bạn, hoặc là việc cấp trên sắp xếp tạm thời. Chào mừng các bạn đến với bản tin kinh doanh ngày 3 tháng 9 năm 2021. Trước khi đến với nội dung chính trong bản tin ngày hôm nay, đừng quên bấm đăng ký để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày tại Độc Đáo TV. Sau đây là những tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Sun Group ủng hộ 100 tỷ đồng xây dựng bệnh viện dã chiến lớn nhất Hà Nội. Viettel Post ra mắt web đi chợ hộ tại 63 tỉnh thành. Đối tác sản xuất siêu pin của VinFast công bố pin 4680 có thể sạc đầy trong 10 phút. Sắc Phú hé lộ bí quyết chờ chứng khoán mùa dịch. Xuất hiện nguyên mẫu điện thoại Samsung với màn hình gập 2 lần. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết. Sun Group ủng hộ 100 tỷ đồng xây dựng bệnh viện dã chiến lớn nhất Hà Nội. Chiều 31 tháng 8 năm 2021, lễ khánh thành bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, gọi tắt là Bệnh viện điều trị COVID-19 Y Hà Nội, đã chính thức diễn ra. Trong đó, tập đoàn Sun Group là một trong hai nhà tài trợ chính với gói tài trợ trị giá 100 tỷ đồng, bao gồm chi phí xây dựng hoàn thiện bệnh viện, một phần kinh phí điều hòa, hệ thống khí và máy móc, thiết bị y tế, v.v. Trải qua các đợt dịch, Sun Group luôn là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong công tác hỗ trợ chính phủ và các địa phương chống dịch. Không chỉ đóng góp vào quỹ vaccine phòng chống COVID-19 của chính phủ 320 tỷ đồng, tập đoàn này còn hỗ trợ quỹ vaccine của nhiều địa phương khác như Hà Nội, Thanh Hóa. Ngoài xây dựng bệnh viện dã chiến số 3 tại Chí Linh, Hải Dương và các trung tâm hồi sức cấp cứu ICU tại Bắc Giang, Bắc Ninh, tài trợ và lắp đặt trang thiết bị y tế hiện đại cho các bệnh viện đa khoa của nhiều địa phương như Hà Tĩnh, Hưng Yên, thì mới đây nhất, Sun Group đã tài trợ và thi công cải tạo, nâng cấp hai cơ sở bao gồm trung tâm cấp cứu A9 và trung tâm tiêm chủng A11 của Bệnh viện Bạch Mai. Viettel Post ra mắt web đi chợ hộ tại 63 tỉnh thành. Mới đây, sàn thương mại điện tử Võ So đã chính thức cho ra mắt 63 trang web đi chợ hộ tại 63 tỉnh thành phố trên toàn quốc, giúp người dân tiếp cận với nguồn lương thực, thực phẩm hàng ngày mà vẫn đảm bảo yêu cầu về chống dịch, theo Bộ Thông tin và Truyền thông. Kể từ đầu tháng 7, sàn thương mại điện tử Võ So và Viettel Post đã triển khai cung ứng hơn 15.000 tấn hàng hóa thiết yếu tại các tỉnh thành thực hiện giãn cách xã hội. Hai đơn vị này cho biết có thể đáp ứng nhu cầu hàng hóa lên tới 500-600 tấn trên một ngày cho thị trường toàn quốc. Hiện nay, dịch vụ đi chợ hộ đã được triển khai đồng loạt ở 61 tỉnh thành. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng là hai thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội siết chặt. Viettel Post và Võ So đã chuẩn bị đủ nguồn lực để sẵn sàng kích hoạt dịch vụ ngay khi được các cơ quan chính quyền chấp thuận. Sau khi nhận được yêu cầu mua hàng trên Võ So, đơn vị vận chuyển Viettel Post sẽ tiến hành gom đơn. Nguồn cung hàng được lấy từ kho hàng có sẵn của Võ So, các siêu thị, chợ đầu mối và các tiểu thương trong khu vực lân cận để có thể giao trong ngày. Đối tác sản xuất siêu pin của VinFast công bố, pin 4680 có thể sạc đầy trong 10 phút. Startup về pin đến từ Israel vừa công bố sản xuất thành công loại siêu pin hình trụ 4680, giống với loại pin Tesla từng công bố tại sự kiện Battery Day hồi năm ngoái. Ưu điểm của loại pin này là có thể sạc đầy trong 10 phút. Năm ngoái, Tesla công bố siêu pin 4680 mà họ cho rằng có thể giúp giảm giá thành của pin xuống 50%. 4680 là để nói về kích thước của pin ở mức 46x80mm, lớn hơn rất nhiều so với các loại siêu pin hình trụ từng xuất hiện trước đây. Tesla cho biết họ đã giải quyết được các vấn đề về nhiệt phát sinh từ loại pin có kích thước lớn như vậy. Giờ đây, Stardust công bố loại pin 4680 tương tự và tỏ ra tự tin về công nghệ sạc. Công ty này từ lâu đã tập trung vào việc cải tiến khả năng sạc trên ô tô điện và từng có những màn demo ấn tượng. Chẳng hạn như họ đang sở hữu loại pin có thể sạc cho một chiếc scooter điện trong 5 phút. Với pin bản mẫu 4680 mới, Stardust cho biết nó có thể sạc trong 10 phút. Sắc Phú hé lộ bí quyết chờ chứng khoán mùa dịch. Mới đây, Sắc Nguyễn Xuân Phú đã tiết lộ chuyện chơi chứng khoán ở Sun House, tập đoàn mà ông giữ cương vị là chủ tịch hội đồng quản trị. Ông Phú cho biết Sun House có một bộ phận chuyên trách liên tục phân tích. Ông không trực tiếp chơi mà chỉ đưa ra định hướng. Sắc Phú kể rằng, vừa rồi tôi nhận định trung tuần tháng 8 sẽ bắt đầu xuống giá.
tức đạt đỉnh vào giữa tháng 8. Tôi đưa ra cảnh báo cho bộ phận đó, làm sao giữa tháng 8 phải ra hàng. Khi ấy, cuối tháng 7 bắt đầu giãn cách theo chỉ thị 16. Kết quả kinh doanh thì dần lộ diện trong khoảng ngày 10 đến 20 tháng 8, mà kết quả xấu thì nhà đầu tư khắc chạy. Mình là người kinh doanh nên hiểu, chỉ cảnh báo anh em mua thế nào cũng được, nhưng giữa tháng 8 thì cần liệu mà bán. Trước câu hỏi thời điểm nào sẽ phù hợp để mua vào, ông Phú cho rằng, với chứng khoán, còn dịch bệnh thì còn cơ hội. Ông Phú đã nói, khi xuất hiện báo cáo kinh doanh quý 3 thì chứng khoán xuống và xuống đến đáy sẽ lên. Về cơ bản, tôi nghĩ chứng khoán còn có cơ hội, bởi trong dịch bệnh thì không ai biết làm gì, du lịch cũng không đi được. Những người đó sẽ là F0 tham gia thị trường mới và họ rất liều. Giờ sẽ là những sóng ngắn, lên đỉnh rồi điều chỉnh 10% rồi lại lên. Mỗi lần thị trường điều chỉnh 5-10% lại mua vào, kiếm được 5-10% lại bán ra. Đó là cách chơi kiểu lướt sóng. Bộ máy của tôi chơi như vậy. Nếu chơi thì trước đó VN Index lên gần 1.400. Nếu giờ xuống độ 10%, đâu đó ở mức 1.250 là có thể mua vào, 1.350 thì lại bán ra. Ông Phú cũng tiết lộ thêm, năm 2020, lợi nhuận từ hoạt động đầu tư chứng khoán chiếm khoảng 30% lợi nhuận của Sunhouse. Xuất hiện nguyên mẫu điện thoại Samsung với màn hình gập 2 lần. Samsung mới đây đã trình làng thế hệ thứ 3 của dòng Galaxy Z màn hình gập với nhiều nâng cấp đáng chú ý. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, Samsung đã và đang nghiên cứu một thiết bị màn hình gập mới với hai bản lề riêng biệt, tức là chiếc máy này có thể gập tới 2 lần. Cụ thể, tại sự kiện IMID 2021, International Meeting for Information Displays mới được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc vào ngày 25 tháng 8 vừa qua, Samsung đã trình diễn một nguyên mẫu smartphone màn hình gập với hai bản lề độc lập, cho thấy một tương lai mới của những chiếc điện thoại màn hình gập. Chúng ta có thể thấy nguyên mẫu smartphone với hai bản lề của Samsung sẽ có kích thước màn hình 7,2 inch, sử dụng tấm nền OLED linh hoạt. Hai bản lề của máy sẽ có thể gập ra vào hai chiều để tạo thành một hình chữ S. Mặc dù trong hình ảnh được hé lộ, chúng ta không thấy nguyên mẫu của Samsung có thể gập lại được theo những chiều nào, nhưng rõ ràng thiết bị này được phát triển dựa trên thiết kế của Galaxy Z Fold 3. Được biết, Samsung gọi thiết bị này là đa màn hình gập và có thể ám chỉ tới một thiết bị có tên là Samsung Flex In and Out. Tất nhiên, nếu được thương mại chính thức thì Samsung sẽ có một cái tên mới cho kiểu thiết bị này. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nóng kinh doanh ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký và bấm chuông thông báo để đón xem thêm những bản tin kinh doanh khác. Xin chào và hẹn gặp lại. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay dinhastudio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.